Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thành phố Hưng Yên và huyện Khoái Châu trọng thể tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân, đền thờ Triệu Việt Vương và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Dự buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các đại biểu là người con quê hương đang công tác tại các bộ ban ngành trung ương. Về phía đại biểu tỉnh có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Hải Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Phạm Văn Thọ, Đặng Văn Cảo, Cao Văn Cường, Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Thông. Các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Theo sử sách ghi lại, đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân được khởi công xây dựng từ sớm trên vị trí đắc địa thuộc khu phố Sách Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Năm 1740, chú Trịnh Doanh cầm quân đi đánh giặc phương Nam có dừng chân tại khu vực Vô Hiến. Chú Trịnh đã được Đức Lạc Long Quân thờ tại biếu Sách Đằng báo mộng lành giúp đánh thắng giặc. Nhớ công ơn đức của ngài, khi thắng trận trở về, chú Trịnh tâu lên vua Lê xin trùng tu tôn tạo lại đền thờ khang trang to đẹp hơn. Trải qua thời gian và những biến động của lịch sử, đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân đã bị phá hủy, chỉ còn lại một phần dấu tích cột hiên và góc bức tường của công trình kiến trúc cổ xưa. Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân là một trong 7 hạng mục thuộc dự án bảo tồn tôn tạo quần thể di tích phố Hiến giai đoạn 2, được Bộ Văn hóa Thông tin phê duyệt năm 2003. Trong đó có hạng mục đền Lạc Long Quân. Sau 2 năm thi công, đến nay công trình hoàn thành giai đoạn 1, đảm bảo đúng chất lượng thiết kế và mỹ thuật. Ngày 29 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định công nhận di tích văn hóa cấp tỉnh. Đây cũng là công trình được Tỉnh ủy Hưng Yên chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, công trình đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân được phục dựng là việc làm thiết thực để tri ân công lao to lớn của Đức Quốc tổ Lạc Long Quân, là sự trân quý, lưu giữ nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, giáo dục các thế hệ người con đất Việt có trách nhiệm giáo dục truyền thống lịch sử văn hiến của quê hương đất nước và chăm lo cho sự nghiệp văn hóa của tỉnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Đây cũng là việc làm thể hiện quyết tâm xây dựng văn hóa tỉnh Hưng Yên phát triển, góp phần thực hiện chiến lược phát triển văn hóa của đất nước, đồng chí nhấn mạnh. Nhân buổi lễ trọng thể này, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan sớm hoàn thiện đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân, những phần việc còn lại. Dự án mở rộng văn miếu Sách Đằng, đền thờ Đền Trần, đền Bà Chúa Kho, đền Mẫu, đường gốm sứ có biện pháp phát huy tốt nhất giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, từng bước triển khai quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo khu đô thị phố cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch theo quyết định 744 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng đền thờ quan trấn thủ Lê Đình Kiên, người có nhiều công lao đóng góp cho sự hưng thịnh Phố Hiến xưa ở thế kỷ 16-17, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch triển khai dự án tu bổ tôn tạo đền thờ Quốc mẫu Âu Cơ tại xã Hiệp Cường, đảm bảo chất lượng tiến độ đề ra bằng các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa. Các sở ngành chức năng, Ủy ban nhân huyện, thị xã, thành phố chủ động hơn nữa trong việc tham mưu cho tỉnh tiếp tục đầu tư tôn tạo phụng dựng các di tích lịch sử văn hóa, những công trình tưởng niệm, lưu niệm các bậc anh hùng, các danh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, đồng thời có biện pháp phát huy xứng đáng giá trị của di tích, di sản, góp phần bồi đắp lịch sử truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ hôm nay và mai sau, nuôi dưỡng nguồn cội sức mạnh, tạo động lực quyết tâm cho mỗi người dân Hưng Yên trong thực hiện phát triển kinh tế xã hội để xây dựng tỉnh nhà ngày càng hưng thịnh và yên bình.
Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã trao bằng xếp hạng di tích văn hóa cấp tỉnh đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân cho lãnh đạo thành phố Hưng Yên, phường Lam Sơn và khu phố Xích Đằng. Các đồng chí đại biểu, lãnh đạo trung ương và lãnh đạo tỉnh cùng toàn thể nhân dân và du khách thập phương đã cắt băng khánh thành công trình đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân, dâng hương Đức Quốc tổ và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.